liên quan tới việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho những đối tượng đặc biệt, sẽ có 5 nhóm đối tượng được gia hạn thẻ bảo hiểm y tế đến ngày 30 tháng 6 năm 2016. 5 nhóm đối tượng gồm hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng dân tộc khó khăn, người sinh sống ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và người sinh sống ở xã đảo, huyện đảo. Các đối tượng này được hưởng các quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đến khi có văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Trừ đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo thì thực hiện đổi thẻ bảo hiểm y tế mới có thời hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016.